tít tít. Con trai. Mẹ. À, mẹ có mua đồ chơi mới nè. Đã vợ. Vậy thôi, con đem lên phòng con cất, không cho thằng gì chơi. Chị Tư. Thím. Thằng Duy đâu? Thằng Duy nó sốt, nằm ở trên phòng á. Trời đất ơi, sao chị không báo cho tôi biết? Tại tôi sợ thím lu bu công chuyện. Với lại tôi chùm mát bây giờ nó cũng hạ rồi, tôi đem sữa lên cho nó. Trời nè. Trời ơi, bây giờ nó quan trọng với tôi lắm, chị biết không? Nè. Dạ. Duy à, có sao không con? Dạ không. Dạ con không sao, con chỉ hơi mệt á. Mẹ đưa con đi bệnh viện nha. Dạ thôi được rồi mẹ. Hồi nãy Duy tôi cho con uống thuốc rồi, con nằm xíu là con khỏe hơn. Vậy bây giờ con nghỉ đi, mẹ xuống kêu dì Tư nấu cháo cho con ăn nha. Dạ. Uống sữa đi con. Dạ. Uống đi. Con nằm nghỉ đi nha. Dạ. Đang uống cho hết sữa đó. Dạ. Bây giờ mẹ cũng thương con nhiều lắm. Má đừng có lo cho con nha má. Quá đã. Cái chết của anh Điền lại là vận may của vợ chồng mình anh hết. Anh á là người thân cận của chị Lệ bao nhiêu năm nay rồi, mà bây giờ chỉ lên nắm quyền, tức là bây giờ anh đã có quyền hành trong tay rồi. Mặc sức mà thao túng nha. Em sai rồi. Chị Lệ không phải là loài đàn bà ngu dốt. Anh muốn làm việc với chị là anh phải phấn đấu nhiều hơn nữa. Nhưng mà để anh làm việc với một người đàn bà quá chồng á, em thấy hơi lo à nghe. Em á, nói điên nói khùng không à? Em chỉ nói vậy để cảnh giác anh thôi chứ bộ. Chuyện gì đâu không à. Ủa anh, đi đâu vậy? Gì mà không có cái gì hả? Anh. Anh. Thank you.
Con trai, sao con chưa ngủ? Mày đi lo cho cái thằng Duy nó đi. Bây giờ mày thương nó nhiều hơn thương con, con không cần mày nữa. Sao con lại nói vậy? Mẹ luôn là mẹ của con, con là núm ruột của mẹ mà. Nhưng mà bây giờ á, mẹ thương thằng Duy hơn thương con. Con không muốn mẹ thương nó, con muốn mẹ đuổi nó đi. Bây giờ mình không thể làm như vậy được. Mình không thể đuổi nó đi được. Tại sao vậy mẹ? Tại vì nó là anh của con, vì mình phải làm theo ý của ba. Thôi nào con, con đừng lo, mẹ lúc nào cũng là mẹ của con hết. Gia đình này, tài sản này sẽ là của con, không ai có thể cướp đi được. Mẹ sẽ làm tất cả vì con. Con yêu à. Đây là những tài liệu chị cần. Tôi đã tập hợp hết đầy đủ cho chị. Cảm ơn anh. Trước khi mất, anh Điền từng có ý định là xây dựng một khu chung cư cao cấp ở phía tây thành phố. Theo chị thì dự án đó khi nào bắt đầu triển khai? Để tôi suy nghĩ thật kỹ vấn đề này đã, rồi tôi sẽ quyết định sau. Trong hôm nay, tôi muốn đến thăm tất cả những công trình mà công ty đang xây dựng. Tôi sẽ sắp xếp tài xế cho chị. Không cần đâu anh. Chị, để tôi đưa chị đi. Cũng được. Anh Hùng, giúp tôi họp toàn bộ nhân viên. Tôi thấy là mọi người dường như có vẻ lơ là sau khi anh Điền mất. Anh giúp tôi củng cố lại nha. Được, tôi sẽ thực hiện ngay. Cảm ơn. Chị đi liền chưa? Để tôi xuống lấy xe. Hồi còn anh Điền, nề nếp công ty đâu vào đó. Bây giờ họ thấy chị mới tiếp quản, nên họ cố ý lơ là. Chị phải làm thật mạnh tay vào. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ làm cho họ tâm phục khẩu phục. Tôi sẽ đưa công ty này đi lên và ngày một lớn mạnh, để cho vong linh anh Điền phải cúi đầu xấu hổ. Và sau này khi Hải Đăng lớn lên, tôi sẽ để lại công ty cho nó. Đó là một công ty vững mạnh. Tôi luôn tin vào năng lực của chị. Thằng nhỏ, con tốt số lắm nha. Ủa mà sao con nói con tốt số? Thường thường á, mẹ kế á, không có ai thương con chồng hết á. Con là một trường hợp hiếm hoi. Hiếm hoi lắm nghe chưa. Như cậu nè, hồi đó cậu cũng sống chung với mẹ kế. Mẹ kế cũng thương cậu lắm, nhưng mà không có thương bằng con. Mẹ con thương con nhiều hơn. Con phải thương mẹ con nhiều luôn nghe chưa. Dạ. Con ghét, con ghét mày. Con làm cái gì vậy? Con chơi gì kỳ vậy? Trời ơi, con có sao không? Con có sao không? Hả? Hả? Duy, mấy anh đó phải hết sức an toàn ở mấy cái dàn giáo trên cao nha. Dạ, biết rồi. Đó, những chỗ đó luôn luôn phải cẩn thận. Dạ rồi. Với lại nhớ đồn đốc anh em. Để em đi dặn tụi nó. Chào anh. Được rồi. Chị, xong hết rồi. Bây giờ tôi đưa chị qua căn hộ cao cấp nha. Vậy đi liền đi. Dạ. Tôi nghe nè chị Tư. Hả? Trời ơi, sao không cẩn thận gì hết vậy? Thôi được rồi, lo cho tụi nó đi. Có gì tối tôi về.
bực mình ghê. Có chuyện gì hả chị? Hải Đăng á, nó xô thằng Duy té xuống hồ, mà thằng nhỏ đang bị bệnh nữa. Thằng Duy nó lớn rồi, chắc không sao đâu, chị đừng quá lo lắng. Sao không lo được? Cậu quên, bây giờ nó là bùa hộ mệnh của hai mẹ con tôi hả? Thôi đi lẹ đi, rồi còn về dạ, nữa dạ. Con coi nè, má Mai xong rồi nè. Nhìn đẹp ghê chưa? Dạ đẹp. Duy à, con đừng quên lời má dặn nghe chưa. Con về sống với ba con phải ngoan ngoãn, nghe lời mọi người nghe con. Con muốn sống với ai hết á, con chỉ muốn sống với má thôi à. Không được, má không thể tiếp tục ở bên con được nữa. Con trai của má, con đừng có quên lời má dặn nha. Nghe không? Dạ. Xong chưa em? Dạ, em xong rồi. Mình đi luôn nha anh. Duy, con nghe má dặn nè. Dạ. Em của con từ nhỏ đã yếu ớt, đau bệnh liên miên, cho nên là mới được cưng chiều. Con làm anh, con phải thương yêu, giúp đỡ em. Đừng ghét em, phải thương em nghe con. Dạ. Ba tin tưởng con, ba giao em cho con đó. Dạ. Ba má đi nha con. Má, đừng bỏ con mà má. Chị chuẩn bị đi, để tôi đưa nó đi bệnh viện. Thím không cần phải lo lắng quá như vậy đâu. Hồi nãy bác sĩ tới khám cho thằng Duy rồi, nói nó không sao hết. Trời, nó nóng như vậy mà sao không sao? Trời, để nó ở nhà tôi không yên tâm chút nào hết. Nó mới vừa uống thuốc thôi, từ từ nó mới hạ sốt được chứ. Bác sĩ nói không cần phải đi bệnh viện đâu. Vậy thôi, chị xuống nấu cháo đi, lát nó tỉnh ăn. Ừ, tôi biết rồi. Hải Đăng, Hải Đăng à, mẹ biết là con chịu nhiều uất ức lắm, nhưng mà tình hình bây giờ mẹ con mình không thể làm được gì khác hơn. Mẹ biết là con giận mẹ lắm, nhưng mà bây giờ mẹ làm tất cả mọi thứ là vì con, vì tương lai của con. Mẹ ơi, mẹ đừng có khóc nữa. Con xin lỗi. Con trai ngoan, con hứa với mẹ đi, là từ nay trở đi con sẽ không làm hại thằng Duy nữa, được không con? Dạ. Có nhiều chuyện bây giờ mẹ chưa thể nói với con được, nhưng mà sau này con lớn lên con sẽ hiểu. Con có thương mẹ không? Dạ. Nếu thương mẹ thì phải nghe lời mẹ. Con chỉ cần nghe lời mẹ, từ giờ trở đi đừng bao giờ làm hại thằng Duy nữa. Và con phải cố gắng học hành, không được để thua Duy, con hiểu không? Dạ.
Nghe Duy kể á, dì Lệ lo lắng cho Duy, mình mừng lắm. Cảm ơn nha. Chắc mẹ mình cũng mừng cho Duy nữa. Vậy để bữa nào mình xin mẹ qua nhà của anh Hạ thăm bác nha. Hải đang cạc chớn trước đúng không Duy? Sao Hạ nói vậy? Ngày hôm qua nghe tin nói Duy bị bệnh, mình tới thăm. Đăng không có cho vô, còn đuổi mình về nữa. Thôi, Hạ đừng giận nó làm gì, nó còn nít lắm. Làm như là Duy lớn lắm vậy, mà chê Hải Đăng là con nít. Thì ít ra mình cũng lớn hơn Hải Đăng mà. Duy ở nhà lớn như vậy, khỏi làm gì cũng được. Thôi có, Duy phải học thiệt giỏi để cho ba mẹ Duy vui là được. Giống như ba vậy đó, ba là một người tốt, lại biết yêu thương gia đình. Còn Hạ, Hạ thích làm cô giáo. Sau này lớn lên, Hạ sẽ làm nghề dạy học. Ê, vậy để mốt Duy á, xây trường cho Hạ dạy ha. Duy nói thiệt nha. Ừ. Thiệt, Duy hứa đó. Uống đi. Chị muốn kiếm gia sư hả? Tôi không muốn Hải Đăng thua kém thằng con Quang đó. Cậu phải kiếm cho tôi một gia sư thật là giỏi và dạy kèm cho Hải Đăng. Nếu vậy là phải dạy luôn cho thằng Duy nữa hay sao chị? Tôi biết cậu đang nói cái gì. Yên tâm đi, tôi đã sắp xếp đâu vào đó rồi. Dạ. Hải Đăng. Dạ. Uống thuốc đi con. Con uống thuốc đâu. Con ngoan, uống thuốc đi, uống xong mới hết bệnh được. Nhưng mà thuốc nó đắng lắm. Đăng giỏi, Đăng uống được mà. Giỏi quá, Đăng của mẹ giỏi quá. Đăng. Dạ. Từ ngày mai trở đi á, sẽ có gia sư đến tận nhà để dạy cho con. Vì tương lai của mình còn phải cố gắng thật là nhiều, con biết không? Dạ. Nhưng mà lúc trước á, mẹ nói với con là con khỏi cần cố gắng á, còn tương lai của con cũng sáng lạn mà. Đó là chuyện hồi lúc trước. Còn bây giờ vì có sự cố đã xảy ra, mẹ con mình phải đối mặt với sự thật. Con chỉ cần tin vào mẹ và nghe theo lời mẹ là được rồi. Dạ, nhưng mà con với nó học chung hả mẹ? Thằng Duy. Không, sẽ không phải học chung đâu. Chứ nó học cái gì vậy mẹ? Nó sẽ học âm nhạc.